chào mừng sự trở lại của mọi người cùng với kênh tri thức quanh ta các bạn thân mến có bao giờ các bạn thắc mắc rằng tại sao con chim bồ câu trắng lại được chọn làm biểu tượng của hòa bình mà không phải là một con vật khác hay loài chim nào khác không chẳng hạn như chim công hay chim phượng là những loài tuyệt đẹp tại sao lại không được chọn nhỉ có phải đây chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên hay không xin khẳng định là không các bạn nhé để chọn loài chim này làm biểu tượng thì trong lịch sử là cả một câu chuyện dài đấy hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn nghe về điều này nhé đầu tiên câu chuyện thú vị về việc thượng đế đã tạo ra con người các bạn đã từng nghe qua chưa theo truyền thuyết đó thì người đàn ông được tạo ra trước và có tên là adam rồi lại lấy một cái xương sườn của adam tạo ra người đàn bà là eva Nhờ đó con cháu của họ sinh sôi nảy nở và làm ăn sinh sống rất hưng thịnh. Một câu chuyện rất thú vị phải không? Nhưng có một chút đáng buồn về sau các bạn ạ. À. Về sau này trong nhân loại sản sinh ra những kẻ tham lam, chỉ thích hưởng lạc, không nghĩ tới chuyện cần cù lao động, vì thế mới nảy sinh những tội lừa bịp, hủ hóa và bạo lực. Đạo đức của nhân loại bắt đầu hủ bại thượng đế đã nổi giận người đã quyết định dùng nạn hồng thủy để hủy diệt thế giới này lúc đó thì cháu đời thứ chín của adam là noe thì lại là một người tuyệt đối trung thành với thượng đế luôn giữ trọn chính nghĩa cầm ghét sâu sắc những điều ác trong xã hội loài người cũng vì sự trung thành đó mà thượng đế đã bảo trước với noe rằng mặt đất sắp bị nạn hồng thủy nhấn chìm noe phải lập tức làm một con thuyền hình vuông có ba tầng để lánh nạn. Noe tuân theo lời căn dặn của Thượng Đế, làm xong chiếc thuyền hình vuông đưa tất cả mọi người trong gia đình cùng với gia súc, gia cầm, mỗi thứ một đôi trong nhà lên thuyền. Các bạn ạ, à, trận hồng thủy kéo dài tới những 150 ngày liền. Hồi ơi, một ngày đã nguy rồi, thì 150 ngày chắc kết quả thế nào các bạn cũng biết rồi phải không nào? nó đã nhấn chìm tất cả các ngọn núi cao và nhà cửa làm chết vô và người chỉ riêng có gia đình noe được an toàn vô sự đến khi nước sắp sửa rút noe quyết định thả chim bồ câu cho nó đi thám thính nhưng con chim chỉ lượn hết một vòng rồi bay về các bạn có biết vì sao noe lại thả chim đi khám thính không noe biết rằng khắp nơi vẫn còn là nước cho nên con chim không có chỗ nào để đậu cả một sáng kiến thật thông minh phải không nào vài ngày sau noe lại thả chim bồ câu lúc con bồ câu trở về trên mỏ nó ngậm nhánh ô liu màu lục noe nhìn thấy thế thì hết sức sung sướng vì điều này chứng tỏ nước lục đã rút hết để lộ ra những nhánh cây non nhô lên khỏi mặt nước thế là ông đưa tất cả gia đình trở về lục địa bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới đấy là toàn bộ câu chuyện về xuất xứ của bồ câu, ngậm cành ô liu mà chúng ta vẫn thường thấy trong biểu tượng hòa bình hiện nay. Nhưng câu chuyện mà để cho nó chính thức trở thành biểu tượng của hòa bình thì lại liên quan đến chuyện khác nữa nhé. Chuyện con chim bồ câu và nhành ô liu báo trước cuộc sống hòa bình trong kinh thánh đã được phổ biến rộng toàn thế giới. Đến những năm 30 của thế kỷ 17 ở châu Âu nổ ra một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 30 năm làm cho châu âu đặc biệt là nhân dân đức chìm trong đau thương mất mát thời bấy giờ thì tại một số thành thị ở nước đức lưu hành một thứ khăn kỷ niệm trên vẽ con chim bồ câu ngậm nhành ô liu phản ánh nguyện vọng mong chờ hòa bình của nhân dân sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nhà họa sĩ lớn Picasso đã vẽ một con chim bồ câu trắng miệng ngậm cành ô liu đang bay gửi tặng đại hội hòa bình toàn thế giới triệu tập tại Ba Lan tháng 11 năm 1950. lúc bấy giờ thì nhà thờ nổi tiếng Chile tên là Pablo Neruda người đoạt giải thưởng Nobel văn học năm 1971 gọi bức tranh này là bồ câu hòa bình. Từ đó mọi người mới chính thức công nhận chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình. Ok, vậy là chúng ta đã biết rõ nguyên nhân là vì sao mà loài chim này lại trở thành biểu tượng của hòa bình rồi, phải không nào? Một câu chuyện thật là xưa 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 phải không? Và các bạn biết không, ngoài biểu tượng của hòa bình từ câu chuyện của Noe, thì sau này những biểu tượng khác như tình yêu thủy chung hay thông tin cũng lấy biểu tượng là chú bồ câu đấy tục lệ chọn chim làm biểu tượng cho tình yêu đã có từ thời trung cổ khi người ta tin rằng mùa sinh sản của loài chim thường rơi vào xung quanh ngày lễ valentine lễ của tình yêu lý do chim bồ câu được chọn trong số nhiều loài chim bởi nó được gắn liền với vị thần tình yêu của hy lạp nữ thần aphrodite các bạn ạ à bồ câu được chọn bởi sự thủy chung của nó người ta tin rằng trong mùa sinh sản bồ câu chỉ đi lại với đúng một đối tác khác chứ không cố gắng cập đôi với càng nhiều đối tác càng tốt như các con vật khác thông điệp của hình tượng chim bồ câu không chỉ là hòa bình giữa con người với con người mà con người tôn trọng thiên nhiên tôn trọng cuộc sống của chúng sinh yêu cây cỏ chim chóc sinh vật yêu chim chóc say mê tiếng hót không phải là bắt chim về làm của riêng để làm đẹp cho nhà mình để hót cho mình nghe trong cảnh giam cầm mà yêu chim tung cánh yêu tiếng hót thênh thang là tôn trọng tự do là thích trời cao biển rộng yêu hòa bình yêu tự do và hòa bình đi đôi với tự do các bạn ạ à. rất chi là thú vị phải không nào video hôm nay mình cảm thấy rất ý nghĩa vì đã chia sẻ cho các bạn về một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ xin tạm biệt các bạn tại đây nhé nhớ mỗi ngày truy cập thường xuyên vào kênh để có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị cùng tri thức quanh ta nhé xin chào